Sau những thử thách gay cấn, ở tập 2, 4 nhà sáng tạo nội dung đã phải dừng chân đầy tiếc nuối. Top 8 nhà sáng tạo xuất sắc nhất cuộc thi Content Star sáng tạo Free Fire, ai là tỷ phú chính thức lộ diện. Chỉ còn một thử thách nữa thôi là chúng ta sẽ tiến tới vòng chung kết, nơi các nhà sáng tạo nội dung Free Fire cùng nhau tranh tài chinh phục giải thưởng 2,1 tỷ đồng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Content Star sáng tạo Free Fire. Ai là tỷ phú? Ta đã trải qua một hành trình dài về sáng tạo nội dung. Nếu như ở tập đầu tiên các bạn có content đẹp, ở tập thứ hai chúng ta có content hay, thì ở tập thứ ba lần này chủ đề sẽ vô cùng đặc biệt, đó là content truyền cảm hứng. Và bên cạnh đấy thì các bạn cũng có thể thấy rằng chúng ta đã bước ra một không gian hoàn toàn khác ở bên ngoài Học viện Sáng tạo Free Fire. Thì không biết là với các bạn ở đây thì các bạn đang chờ đợi một thử thách như thế nào tại một không gian hoàn toàn mới lạ như thế này ạ. Xin mời bên phía Superstar đi, đội vừa giành được đó là top 1 ở chặng thi đấu trước. Đối với đội của Superstar thì chúng tôi là những ngôi sao, cho nên là chúng tôi không cần ngại bất kỳ một thử thách nào mà ban tổ chức đưa ra cả. Và thành viên duy nhất đến từ Thích Va Chạm một mình, thì bạn có cảm thấy là áp lực ở phía trước nó là rất nhiều không? Sau khi đã trải qua hai áp lực từ tập trước thì mình cảm thấy hơi áp lực một xíu. Cũng hơi áp lực đúng không nào? Nhưng mà tôi tin rằng với một nhà sáng tạo nội dung Free Fire như bạn thì mọi thứ đều có thể vượt qua đúng không? Dù là chúng ta có bao nhiêu thành viên đi nữa. Một tràng pháo tay thật lớn nữa dành cho tất cả các đội và top 8 các nhà sáng tạo nội dung ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón một vị khách vô cùng đặc biệt, người sẽ mang tới những thử thách và người cũng sẽ trợ giúp các bạn để có thể cùng vượt qua thử thách sắp tới đây. Xin giới thiệu Miss T. Hello, xin chào tất cả các bạn. Wow, lần này có vẻ là ít đi nhiều rồi ha. Phải nói rằng chỉ vài tuần không gặp thôi, nhưng mà rõ ràng là chị Miss T đã thấy sự thay đổi đến từ chương trình cũng như là Học viện Nhà sáng tạo nội dung Free Fire đúng không nào? Nhìn gương mặt của các bạn có sự già dặn đi luôn rồi. Chắc là các bạn cũng gọi là suy nghĩ rất là nhiều á. Không biết ngày hôm nay khi bạn đến đây thì bạn có điều gì muốn chia sẻ với những nhà sáng tạo nội dung ở đây không? Thì mình hy vọng tất cả các bạn ngày hôm nay sẽ tạm gác lại những cái cuộc đấu trí căng thẳng hay là những cái về nội dung, và chúng ta gọi là tận hưởng ngày hôm nay thôi. Giữ vững nụ cười trên môi nha mọi người. Và có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ nhờ Miss T công bố thử thách dành cho các nhà sáng tạo nội dung trong ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay tuy là cũng vui vẻ, nhưng mà mình cũng phải có một cái thử thách nho nhỏ cho các bạn. Đề bài nó cũng nhẹ nhàng thôi, thì các bạn cũng cứ tận hưởng nha. Đó là thực hiện một video clip truyền thông điệp cảm hứng cho cộng đồng. 10 hoặc 20 hoặc 1.000 người hoặc 20.000 người hoặc là 2 triệu người. Khi mà có rất là nhiều người biết đến các bạn rồi, thì những cái nội dung mà truyền cảm hứng nó sẽ làm cho thế giới này nó tốt đẹp hơn rất là nhiều. Cả 3 vòng, đây là một cái đề bài vô cùng khó nhưng đầy sự ý nghĩa. Cái việc mà đầu tiên mà để các bạn làm cái truyền cảm hứng á, thì các bạn phải xuất phát từ trái tim. Trong thử thách ngày hôm nay, chúng ta sẽ không có ai bị loại cả. Top 8 nhà sáng tạo nội dung có mặt hôm nay, chúng ta sẽ tiến thẳng vào vòng chung kết. Wow. Chúc mừng mọi người, chúc mừng mọi người. Wow, thật là sung sướng. Mình sẽ cố gắng và phát huy cái sự sáng tạo của mình nhiều hơn nữa. Bật mí thêm một chút xíu nữa là ngày hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị một bữa tiệc dành cho 40 bạn nhỏ ở trung tâm nhân đạo quê hương. Khách mời Miss T sẽ không còn là một giám khảo khó tính nữa, mà sẽ là một người đồng hành khó tính. Ủa gì vậy? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Khác với các thử thách trước, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một thử thách vô cùng đặc biệt. 8 nhà sáng tạo nội dung cùng với Miss T, Lê Bống và Hùng Cam sẽ tự chuẩn bị một bữa tiệc cho các em nhỏ tại Trung tâm Nhân đạo quê hương, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trải qua hơn 21 năm hoạt động, mái ấm tình thương này đã và đang nuôi dưỡng và chăm sóc hơn 300 trẻ mồ côi khuyết tật. Cùng xem các bạn trẻ của Học viện Free Fire sẽ làm gì để đem đến thật nhiều niềm vui cho các em nhỏ ngày hôm nay nhá!
Em sẽ nấu ăn ạ. Nấu ăn à, không biết là các bạn nhỏ ở đây có thích ăn trứng luộc, mì tôm và... Không, em ơi đừng. Đó là nhập những món à. Sở trường của em. Mang tính nhập môn rất cao. Rau luộc cũng được chị ạ. Rau xào tỏi cũng rất ok chị ạ. Tỏi hả? Chị muốn ăn gà rán. Ý là các em nhỏ muốn ăn gà rán. Gà rán trong bịch sẵn chiên ra được. Được em ơi, thôi tạm chấp nhận. Rồi có ý tưởng gì không ạ? À, sau khi em nấu ăn xong thì em có thể ra dạy các bạn tập võ chẳng hạn. Võ hả? Được nè, cái này được. Võ gì vậy em? Dạ, võ vô Việt Nam ạ. Đai gì rồi? Em muốn làm đai thôi ạ. Làm đai rồi? Vâng. Quý đệ. Quý kìa. Em cũng là một người học võ ở Việt Nam quá nè. Wow. Rồi vậy là có hai bạn ha, hai bạn ngang tài ngang sức rõ rồi đó. Em thì biết nấu ăn từ nhỏ. Còn cái câu chuyện nấu ăn thì nó đơn giản thôi. Cũng khoe mọi người tí là em vừa mới có cháu đầu lòng. Thế nên là cũng có một chút kinh nghiệm. Bố, gọi là bố bình sử. Em tự tin với việc là hôm nay sẽ mang lại nhiều niềm vui cho các em thôi. Để cho mình không có bị mỗi người một công việc là nó sẽ bị chia lực lượng của mình nhiều quá. Mình nên tập trung lại. Nấu ăn thì có chị Bóng rồi, với lại là bé này là hai bạn. Với cần thêm hai bạn nữa, hỗ trợ ở đây. Rồi, một bạn nữa luôn. Rồi ok, sau đó là chúng ta sẽ đến với một gọi là giải trí. Mình sẽ hoạt động một tí thì mình ăn nó ngon hơn đó. Thì sẽ là hai bạn với lại là Thi. Và cuối cùng là mình sẽ có một cái hoạt động gọi là lưu lại kỷ niệm ngày hôm nay. Thì đó sẽ là chụp hình. Thì sẽ là hai bạn còn lại với lại là Hồng Cam. Sao chụp hình mà ba anh mặt căng quá vậy? Cười lên nha. Em chụp hình đẹp nên là em tự tin, không căng. Không căng. Đi làm thôi ha. Ok. Ok. Let's go. Sau cuộc thảo luận rôm rả và suôn sẻ, mọi người bắt tay vào công tác chuẩn bị và phân chia nhiệm vụ theo 3 khu vực. Khu vực chụp hình lưu giữ kỷ niệm, khu vực vui chơi, giải trí với các trò chơi vận động, và cuối cùng là khu vực nấu ăn để mang lại cho các bé một ngày ăn uống, vui chơi đáng nhớ nhất. Liệu mọi việc có tiến hành một cách thuận lợi? Anh nghĩ là ấy, cái khu vực chụp hình này thực ra là chỉ cần khoảng 2 người thôi. Cái khu đồ chơi ấy thì anh nghĩ là sẽ cần nhiều người hơn. Em tính ra đấy cũng được. Đúng rồi. Em ra đấy phụ nhá. Okay, anh với Phước Lộc là ở đây. Ok. Một người sẽ kiểu phối đồ cho các bạn. Và sau đấy là xếp hàng. Sắc là sợ đông. Em nghĩ là mấy cái này rất là cute đấy nha. Ok. Cái kính này khá là đẹp ấy. Trước mắt là mình ai chơi cho có quà cho các bạn có tinh thần thôi. Okay. Rồi sau đó là tất cả mọi người ai cũng sẽ có quà hết. Rồi ok. Đầu tiên sẽ là văn nghệ, và thứ hai nữa là sẽ là những trò chơi mà liên quan đến một chút funny về hoạt động một tí. Đấy, là cái này đúng không? Cái này cũng tuyệt vời. Mình nên có luật đi. Là ví dụ như đứng giới hạn mấy bạn nhỏ nhỏ con thôi thì chắc là đứng tầm đây thôi ha. Ở đây luôn đi, ở đây đi. Xa quá không? Dạ, xa cho nó vui. Em nghĩ từ chỗ em nghĩ từ đấy thôi. Xa nha, khó nhiều. Khó lắm. Khó đó. Thử. Test. Tại mấy bạn cũng nhỏ lắm. Ok. Vừa thôi thử. Ở đây ha. Ai? Khó nha. Ôi. Khó nha. Ôi. Không dễ đâu anh có. Gần hơn tí đi anh ơi, em nghĩ là ở đây nè. Khó đấy, không dễ đâu. Em xích lên đây coi chơi nổi không? Trời ơi. Ở đây em nghĩ ok rồi nè. Tức là mọi người đã có khoảng mấy trò rồi. Em nghĩ có một trò, anh biết trò mà đếm đếm xong rồi ngồi ghế không? Xong kiểu ai không hát, ngồi được. Hát xong ngồi ghế là một trò này. Ném bóng là trò hai trò này. Em nghĩ thêm một trò nữa là chắc hết một tiếng rồi. Ở kia có tận dụng bóng với cả rổ ấy, thì có thể là ném bóng vào rổ. Ai muốn chơi ném bóng, ai muốn chơi ném banh gì trong một chơi. Mình để mình mỗi người sẽ phụ khách một trò chơi. Mỗi người nó có một cái hay thì mình sẽ để xin kể. Ném banh này mình ném vô đâu anh? Ném vô rổ anh ạ. Ôi cái rổ này. Rồi banh ném vô cái rổ. Ném vô cái rổ này nó gần mà. Mình để khoảng cách gần ở đây thôi. Đấy. Vô rổ là tính điểm đúng không? Cho khoảng ném khoảng 5 lần hoặc 6 lần, 6 quả gì đấy. Đó. Vô rổ là tính quà. Ok. Ném banh hoặc ném bóng tùy mọi người chọn. Còn nếu mà bạn nào có hoa tay hơn nữa thì thiết kế những hình ảnh đẹp trên bóng. Có vẻ như công tác chuẩn bị tại khu vực chụp hình và khu vui chơi đang khá là thuận lợi. Ai cũng có nhiều ý tưởng đóng góp để buổi tiệc trở nên thú vị và đầy ý nghĩa nhất. Ngược lại, tổ nấu ăn có vẻ như đang khá đau đầu khi không biết phải nấu những món gì và nấu như thế nào. Cái này cơm cà mà mình có thể làm mì spaghetti ha. Ok. Thì ở đây đã bạn nào đã từng nấu spaghetti rồi nhỉ? Em chưa nấu. Chưa. Các bạn nhỏ ở đây có thích ăn trứng luộc mì tôm và... Trứng luộc mì tôm. Tôi muốn ăn gà rán. Có luôn. Chị spaghetti. Nhưng mà hồi nãy chị tâm sự với mấy em thì mấy em nhỏ là mấy em nhỏ bảo mấy em nhỏ muốn ăn cái gì bánh tráng nữa. Bánh tráng á? Ý là bánh tráng trộn rồi đó. Cái này là Thi thích ăn đúng không? Không có. Thi muốn hỏi không có đứa nói như vậy. Tim có chuẩn không? Chứ mấy bé nói thích ăn gì? Các bé nói là thích ăn
sẽ thích ăn lắp bắp rồi, lắp bắp rồi thấy chưa? Lắp bắp rồi. Cậu bé là nó là thích ăn ăn ảnh, tức là ăn ảnh. Ờ đúng rồi, là ở ngoài kia là chắc là sẽ có đội chụp ảnh, thế nên là muốn có những cái bức ảnh đẹp nhất. Còn ở đây là yên tâm là đội bọn mình là nấu bao ngon rồi. Tôi muốn ăn bắp ra bắp nướng mỡ hành. À lẩu mấy bé muốn ăn bắp nướng mỡ hành. Đây là chị Thanh thích ăn mà. Không, mấy bé rất là thích. Bé ngoài kia tên là Thi đúng không chị? Không, bé ngoài kia tên Ngọc. Tuy lúc đầu có hơi lóng ngóng, nhưng dưới sự điều phối của hai siêu đầu bếp Lê Bống và Di Cơ, tổ nấu ăn đã nhanh chóng bắt tay vào việc. Rồi, bắt đầu ha. Thì thôi, bây giờ sẽ đổ vào đây, xong xiên bỏ lên đây. Không, 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 em xiên thì em chỉ lấy một thứ thôi. Tức là bây giờ em, ví dụ em kể cả em không lấy thứ nào, em chỉ bóc ra. Bóc ra em, xong em lấy từng cái ra em xiên vào là được. Muốn làm spaghetti thì phải luộc mì trước đã. Sau đấy trong lúc luộc mì thì chị sẽ làm sốt spaghetti. Mì này ăn nóng ngon hơn không? Đúng rồi. Thế mình làm những cái này trước. Mình vẫn cứ luộc mì nha, xong trong lúc đấy thì mình sẽ làm những món ve chiên. À, cho mọi người tạm thời ta đổ ở đây ha. Dạ. Chào bé Mỹ Thi, bé Bác Gấu đang nấu cho bạn món ngô nướng mỡ hành. Yes. Đây. Bác ơi, bác bóc cái bịch, bóc cái vỏ còn chưa hết nữa kìa. Tay chân của mình rất lùm tùm luôn, ngày xưa giờ mình không bao giờ đâu nấu ăn được luôn. Em ơi cho chị mượn đi. Mèo sợ yêu. Anh camera bắt cần giùm em mèo sợ yêu quấn cái một cho các bé ăn một cái này. Trời cứu tôi. Anh ơi nhìn đi. Cái này có ăn được không? Trời nghĩ sao mà làm cái kia này. Đây em ơi. Nè người ta làm là như vậy nè bà ơi. Đậu bắp thì xiên ngang chứ. Cái lại xiên dọc này em xiên như này thì nó không bị rơi ra ha. Mày lại chống quá. Cái này gõ ra mình làm lại liền. Xiên ngang hả? Xiên ngang ra. Thực ra mà nói mình là một người nấu ăn không giỏi. Ở nhà mình cũng ít nấu lắm nhưng mà gặp các em mình cảm thấy sự vui vẻ lắm. Nên là mình xung phong vào cái đội nấu ăn để mà mang đến một cái bữa trưa cho các em ạ. Đây là lần đầu tiên em làm những cái công việc này hả? Vâng, lần đầu tiên. À vậy là đồ ăn đặt ở ngoài đúng không? Vậy thì em yên tâm đi, chị 29 tuổi chị cũng đặt đồ ăn ở ngoài mà. Nên cái chuyện nó cũng bình thường thôi. Thật sự là rất muốn là quay một cái video để ghi hình cho đáng nhớ. Đúng rồi. Nhưng mà tuy nhiên mình lại nghĩ là mình muốn nấu một bữa ăn thật ngon hơn. Ban đầu mình sẽ nghĩ rằng là mình sẽ cầm chiếc gimbal đi quay rồi đi nói chuyện với các em nhiều hơn. Nhưng tuy nhiên thì khi mà đứng ở trên bàn bếp, mình lại thật sự muốn dành toàn tâm toàn ý nấu được một bữa cơm thật ngon cho các em. Có thể là sản phẩm khi mình gửi tới các bạn đang xem chưa thật sự là quá chỉnh chu, chưa thật sự là có thể có nhiều hình ảnh rõ nét. Nhưng tuy nhiên khi mình có mặt tại đây ngay lúc này, mình lại cảm thấy phần nào đó hạnh phúc. Dù là kết quả hôm nay sẽ ra sao, clip như thế nào thì vẫn mong các bạn ủng hộ tại trận chung kết. Anh Di Cơ rất cơ hội. Chắc là có những cái chín rồi này, những cái phồng hẳn to lên này chắc là chín rồi ha. Để cho chín ra nha, tiêu chuẩn sao lại bóng đêm thế kia. Chắc là do ướp nó anh hơi, hơi ngọt. Cháy anh nha, bảo chị mèo. Anh bảo này, dạ. Bây giờ em cứ nướng này, cho em lật theo cái chiều của một chiều nào ấy. Em cứ lật theo khoảng lật chậm chậm thôi. Đó mấy rồi, cái này. Anh ha. Anh hướng dẫn này chậm xong anh làm cháy luôn cái miếng thịt rồi. Trời ơi, anh chưa làm anh lật đó phải nhanh lên giống em như này nè, tại một vòng này nó rất là nhiều thịt. Bóng nhưng mà em muốn làm gì? Rồi chị Bóng ơi. Tắt đi nào. Em nghe mùi khét rồi. Đâu có. Khét thật. Không có. Ít nước quá. Mọi người ơi cho em khét xin thêm nước không ạ? Mọi người ơi, chị Bóng làm khét rồi. Không có. Mọi người ơi, chị Bóng làm khét mì spaghetti rồi. Quỳnh ơi. Ôi, khét thật rồi. Ban tổ chức ơi, cho em order thêm nước à. Chị Bóng làm khét mì spaghetti rồi. Khét lẹt. Trời ơi, khét rồi. Đúng không? Chị Bóng làm khét rồi. Trời ơi, không thể chấp nhận được. Cứu tổ đồ ăn đi mọi người ơi. Ôi, khét rồi. Dù đã cố gắng hết sức nhưng việc nấu 40 suất ăn trong khoảng thời gian ngắn chỉ có 3 tiếng chắc chắn là điều không hề dễ. Chính vì vậy mà khu bếp luôn trong tình trạng rối ren và hối hả. Đây là cho thêm nước nữa đi. Trời ơi, bình nước của tôi. Chân dung đội trưởng đội nấu ăn đó mọi người. Ê! Chị Bóng ơi, nó xùi bọc mép rồi. Ngày xưa mà nếu như mà gì vậy? Nó nổ. Bình tĩnh.
chia sẻ với các bạn một chút là nếu như mà ngày xưa mà mình không làm content creator thì có lẽ là mình đã làm đầu bếp rồi. Mà nếu mà làm đầu bếp thì bạn nghĩ là bạn sẽ mở cửa hàng. Rồi. Bạn nghĩ là bạn vậy. Sẽ mở cửa hàng quán ăn món gì vậy? Mở một quán cơm thôi. Cơm Việt Nam. Cơm Việt Nam, cơm dân dã. Mình rất thích nấu ăn cho người khác. Thật ra là cái cảm giác nhá, mọi người có chung cảm giác với Bấm Không, nhưng mà với mình thì mình nghĩ là cái cảm giác khi mà mình nấu một bữa ăn thật ngon, sau đó không cần ăn đâu, chỉ cần ngắm người thân, những người mình yêu thương, mọi người ăn ngon miệng ấy, thì lúc đấy mình cũng đã cảm thấy đủ no rồi. Đúng vậy, mong rằng hôm nay là sẽ là làm một bữa ăn thật ngon. Nhưng mà tôi đang khá lo lắng. Anh ấy có khả năng chơi được cái nước không? Nhá, cái này là cái gì? Đâu ạ? Chả biết cái gì luôn. Vẫn chưa ra cái gì mấy. Em không biết. Để biết ai. Ôi ôi. Vẫn còn lửa có. Nữa rồi anh. Đấy, chúng ta sắp có một tạo hình rồi. Chả biết là hình trụ hình gì đây, không biết. Tôi nghĩ là cái này không phải chuyên môn của tôi. Em cũng nghĩ thế. Chả biết nó ra. Có linh cảm có bóng sắp lổ rồi. Trông như là chỗ giật non đấy. Trông như là chỗ giật non đấy. Tôi tin. Cả nhà ơi, chúng ta đã chuẩn bị xong đến cái gì rồi? Bây giờ bơm thêm bóng và thêm một chút tạo hình nữa thôi là xong. Mọi người có trên mạng cách làm hả? Đúng rồi vậy chị. Dễ thương quá vậy. Hình của em tự làm đâu mất rồi ta? Đâu hình em đâu? Đây là hình con gì? Con gì? Lâu quá nhặt em ngay xuống. Con đấy thì chị thôi chị ạ. Con của em là cái súng. Trời ơi, cứu tôi. Ôi ôi. Đây là thất bại rồi. Trời, đây là làm cho em. À, bầm. Dễ thương vậy. Trời, em làm mà. Thời gian còn lại không nhiều, các nhà sáng tạo nội dung, khách mời Miss Thi cùng hai người dẫn chương trình Lê Bống và Hùng Cam đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng để sẵn sàng chào đón các bé. Sẵn sàng chưa? Xin chào tất cả các bạn nhỏ có mặt ở đây hôm nay. Bạn nào muốn chụp ảnh thì đứng ra đây nào. Chụp ảnh lấy ngay nha. Đó, lần lượt. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Xếp hàng hết sàng. Chim cánh cụt ở đây để phục vụ tất cả các bạn cho cả ngày hôm nay. Mấy con đưa đây chụp nha. Ok, mình sẽ chụp một bức ảnh đầu tiên. 1, 2, 3. Ok, thì lần lượt từng bạn sẽ vào đây và chụp ảnh cùng với chú chim cánh cụt, cũng như là chọn đồ mà mình thích để có thể chụp hình nhá. Con ở đây xuống không? Có được không? Mình tạo dáng này. 1, 2, 3. Tới lên nào. Có ảnh rồi. Ồ, đẹp chưa? Đó. Trước khi đeo cái này ha, thì bây giờ ta phải đeo cái này ha. Ok, nào. Like. Em có biết những chữ nào tạo hình cho nó đẹp không? Nào. Like. Nào. Rồi, ok. Bây giờ là chụp ảnh ha. Bây giờ ta chụp ảnh, ta phải chụp cười thật tươi ha. Để có một cái bức ảnh thật đẹp. Đúng rồi, nào. Đúng rồi. Hơi ngẩng cổ lên cho anh một tí để anh chỉnh cho cái cổ áo thật đẹp. Em tên là gì? Duy hả? Ok, Duy năm nay mấy tuổi? 11 tuổi, ok. Thế thì lớp học có giỏi không? Cái này nó nhỏ thôi. Ơi giỏi à, được rồi. Thế thì hôm nay ha, hôm nay bọn anh đến đây thì bọn anh rất mong Duy sẽ có những cái bức ảnh thật đẹp. Duy sẽ có những hình ảnh thật đẹp để lần sau anh quay lại, Duy còn nhớ bọn anh ha. Mình có một khoảng thời gian để có thể đi ra chụp ảnh cho các em nhỏ, thì điều này khiến cho mình cảm thấy là mình làm được nhiều điều hơn. Đây sẽ là một trong những cái cảm xúc cực kỳ là vui, cực kỳ là hạnh phúc khi giành được những cái năng lượng tích cực của mình dành tặng cho các em nhỏ. Nhỏ quá à? Bộ độ lớn hơn một chút. Ta chỉnh lại cái tóc này một tí này. Nào. Này đi. Không có khăn nữa. Rồi, để anh chỉnh lại cái áo một tí này. Chị sợ nó hơi rộng á. Sợ nó hơi rộng. Thích đúng không? Ok. Lên đồ. Chị mặc cho em nhé. Chưa mà chị. Ý là em sẽ chuẩn bị đồ trước. Sau khi bạn đó chụp xong là em lên rồi anh đó sẽ chỉ cho em cách tạo dáng rồi em chụp luôn nha. Nào. Tạo bộ dáng thật ngầu, cười thật tươi. Đúng rồi. Kiểu hơi nhắm mắt một tí.
nhắm mắt bên kia ha, nhắm mắt bên kia. Đó, đúng rồi. Cười thật tươi. Ngại gì, bây giờ tí mình chụp ảnh nó đẹp rồi, không ngại nữa. Để em kéo áo xuống cho nha. Đó, cái này phải bỏ vào trong này. Trời ơi, nhức cái nách luôn. Hay nhưng mà sao em phối cái này nó không hợp thế nào vậy? Em phối đâu chị, phối cái đầu. Đâu? Nhưng mà nãy em thấy đẹp mà. Cái áo vest mà sao em phối với cái nón? Cái nón này là nón mùa đông. Là cái nón của bạn kia, tí nữa sẽ ra. Cái nón kia chị thấy hợp hơn nha, tại vì cái màu áo này nó đây có cả quả kính, chúng ta sẽ một tí sẽ đeo vào. Không cần kính đâu à? Ok. Đấy, bộ này đẹp không? Em chưa nhìn kính. Chưa nhìn kính à? Thế đây, cho nhìn vào kính ha. Đẹp trai chưa? Được không? Em cái áo này đôi này chị. Rồi, cái khác à? Mặc vào. Cho mặc vào. Em mặc thử nào, em mặc thử. Nhìn lại một lần nữa nào. Được chưa? Có vẻ đây là thử thách khó nhất từ đầu chương trình đến giờ dành cho các nhà sáng tạo nội dung ngày hôm nay. Họ không chỉ là những nhà sáng tạo nội dung mà còn là những stylist, nhiếp ảnh gia có nhiệm vụ phối đồ, chụp hình cho các em nhỏ. Tuy còn đôi chút lóng ngóng, vụng về, nhưng các nhà sáng tạo nội dung Free Fire đã giúp các bé lên đồ thật đẹp và có nhiều những tấm ảnh vô cùng đáng yêu. Mấy bé có thích quà trên này không? Hết quà giờ nhất. Bốc hỏa hả? Bốc hỏa đúng không? Là trò chơi này là ai mà chơi chiến thắng là sẽ được chọn một món quà mình thích. Mình trước hả? Ai chơi đầu tiên? Cái gì vậy? Em đã chạy. Em chưa chưa biết trò gì mà đã giơ tay rồi hả? Trò này dễ đúng không? Giành ghế dễ. Thế nên ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi trò ném vòng. Ai thích xin ném vòng nào? Dễ không? Mỗi người chỉ có một lượt thôi. Ba lượt mới chịu hả? Trả giá hả? Trả giá đồng ý không mọi người? Ok chị. Mọi người ba vòng. Ok. Năm bạn đầu tiên sẽ đi lên theo thứ tự ha. Rồi đi lên nè. Ê, đi đâu xa dữ vậy? Mức là ở đây nè. Đây, cái mức ở đây. Mức ở cái dành đây. Rồi đúng rồi, em lên. Ai cảm thấy tự tin, giơ tay. Bây giờ chỉ cần ném 2 trên 3 lượt chúng vô đây là thắng. Là thắng cái hai này đúng không? Đúng. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3 sẵn sàng. Rồi. Phải đợi. Không có hỏi. Rồi không ông nào. Nào. Rồi ông này. Trời ơi. Khó quá. Chỉ cần vô một vòng được. Hai cái rồi. Xe xuống, xe xuống. Một vòng mà được thở nha mọi người nha. Bình tĩnh thôi nha. 3 2 1 lấy mày. Rồi, hai bạn thôi, giỏi. Từ từ nha. Ok. Hai vòng, hai phần quá nha. Ôi, ba vòng luôn này. Giỏi ơi. Ba vòng luôn hả? Ba vòng quà đặc biệt, đi ra đây lựa quà đặc biệt luôn, nhanh. Thì mới đầu các bé chơi chưa quen thì các bé lém hụt rất là nhiều. Nhưng mà sau tầm 1 đến 2 lần các bé chơi thì các bé gần như là ai cũng lém vào vòng và nhận được một phần quà. Nói chung là ai cũng có quà trong ngày hôm nay rồi. Mình cảm thấy các bé chơi rất là vui và rất là thoải mái với những trò chơi mà bọn mình tạo ra. Và mình thấy được nụ cười trên môi các bé và ánh mắt hạnh phúc. Đó! Đó cho rồi cho mày đi nhau quà. Ok. Wow. Ghê. Sao sao chưa? 1 đến 3 kéo nha. 1 2 3. Nào. Quá rồi thắng nha. Nào. Nào. Cố lên. Từ những trò chơi đơn giản, tràn đầy tiếng cười đến những bức hình lưu giữ khoảnh khắc kỷ niệm, ánh mắt háo hức, nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ là sự ghi nhận lớn nhất dành cho nỗ lực của các nhà sáng tạo nội dung tại Học viện Free Fire. Chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ với tất cả các nhà sáng tạo nội dung chúng ta. Em tên gì? Em tên gì? Tên mình chữ Duy. Em vào đây bao lâu rồi? Từ lâu rồi. Từ nhỏ rồi. Từ nhỏ rồi. Năm nay cũng bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Ba mẹ con đâu? Còn con? Dạ. Con vô đây bao lâu rồi? Con từ nhỏ rồi chú. Ba mẹ con đâu? Dạ, con không biết. Trong đời mình chưa bao giờ có cảm xúc như thế này các bạn. Mình cảm thấy là rất nhiều những bạn nhỏ ngoài kia còn có những hoàn cảnh rất là khó khăn. Ngày xưa giờ mình
làm rất là nhiều những chuyến đi từ thiện các bạn. Nhưng mà mình đến những cái nơi ví dụ như là 10 người, 20 người, 30 người có, nhưng mà chưa bao giờ mà đến một cái nơi mà có mấy trăm bạn mà có hoàn cảnh cơ nhỏ như thế này. Anh em có thể thấy thì trên áo của mình thì khá là bẩn. Bẩn đây là vì mình đã đứng trước chảo dầu chiên, cá viên chiên, chiên gà rán, khoai tây thì khá là nóng. Gà rán chín rồi đây. Mọi người biết món này là món ai thích ăn nhất không? Hả? Mithy ai nữa? Bé Mithy. Bé Mithy đã order món gà rán. Người đẹp. Và bây giờ sẽ là phần sauce spaghetti. Mình thấy món này rất là ngon và chắc chắn là các em sẽ rất là thích. Vậy là bữa tiệc thịnh soạn dành cho 40 em nhỏ đã sẵn sàng. Các khu hoạt động vui chơi cũng tạm dừng và mọi người cùng nhau sắp xếp bàn ghế để chuẩn bị cho một bữa ăn ấm áp, tràn đầy yêu thương. Hôm nay là các cô chú học viện FIFA đến đây và nấu cho các con một bữa ăn này, cũng như là cho các con có những trải nghiệm mà có vui không nhở? Vui! Thế đồ ăn có ngon không nhở? Dạ! Vậy anh, trước khi ăn, chưa ăn sao biết ngon vậy? Nhìn là biết ngon. Nhìn là biết ngon ghê! Wow! Thế trước khi ăn thì chúng mình cần làm gì nhở? Ơi. Rồi, và bây giờ mời các con cùng chuẩn bị bữa ăn là bằng cách là mời ạ! Mời mẹ! Mời cháu! Mời lúc! Mời chúc, mời thầy, mời anh, mời chị, mời các bạn cùng ăn thôi. Ăn đi, các con ăn đi. Bắt đầu thôi, bắt đầu ăn đi. Xin mời. Cảm ơn các con, chúc các con ngon miệng nha. Xin mời. Tuy đó là chỉ là một bữa ăn nhưng mà mình đã dùng toàn tâm để nấu. Và khi mà nhìn thấy các em nhỏ ăn một cách ngon lành, điều đó là mình rất là vui rồi ạ. Content truyền cảm hứng cho cộng đồng này mình cảm thấy nó rất là ý nghĩa. Nó đưa mình và các bạn nhỏ gắn kết với nhau. Nó không chỉ là một việc tốt mà nó còn lan tỏa đến mọi người cái năng lượng tích cực. Ăn nhiều vào nhá. Ăn hết rồi. Ăn nhiều vào, còn nhiều lắm. Mời bé Mithy ăn thử nha. Các bạn nào không có tương chấm thì tấm cung. Đội chúng tôi nấu có ổn không ạ? Ngon. Nào. Ngon nha. Các bạn vừa thưởng thức thì cho anh một lời nhận xét nào. Ngon không? Ngon. Tuyệt vời. Ai uống nước không? Từ nha, từ người một nha. Nước cam. Nè, mỗi người một ly nha con nha. Mỗi người một ly ai cũng có nghe. Ai uống trà đào. Đây, trà đào đây. Trà đào có thịt đi, không có ngoài đâu. Ai uống trà đào nào? Trà đào. Nhưng em đưa là người nào cũng có cam ha. Ai uống nước cam không? Đợi một tí nha, cứ ai cũng sẽ có, đợi một chút. Có, cảm ơn em. Mỗi một cây thôi, chỉ cần một cây thôi. Dạ em xem nào. Ăn thử thành quả mình nướng xem là đã chín chưa? Ớt chuông. Có gì ăn đi chứ mày nhìn em nha. Chú ơi, con muốn trà đào. Chú ơi chú. Có thấy là ở bên trên này có thừa phần gà rán. Có bạn nào muốn ăn gà rán thêm không nhở? Mấy chú này. Đợi con một xíu nhá. Con có gà rán rồi đây của con đây. Ngon nha. Bây giờ anh ăn thêm vui nhá. Ok. Bọn mình chia với các bạn cùng nha. Các bạn ăn ngon quá giỏi. Chú nấu cái mì này con ăn thấy sao? Nó có mặn này, có nhạt quá. Nó ngon hả chú? Ok. Thấy đồ ăn thế nào? Em thấy đồ ăn thế nào? Ngon à? Gà rán giòn không? Gia vị ướp vừa không? Bạn này ăn hai đĩa rồi. Wow, quá đấy. Bây giờ chúng mình ăn nhiều để chúng mình lớn nhở. Có, nó ăn hôm nay làm tốt rồi nha. Đập đây. Dù quá trình chuẩn bị gặp phải những sự cố nho nhỏ, nhưng bữa tiệc đã được các em nhỏ đón nhận một cách vô cùng háo hức và vui thích. Hôm nay, các nhà sáng tạo nội dung đến để mang lại niềm vui cho các em nhỏ.
Nhưng sự đón chào nồng nhiệt của các bé có lẽ cũng đã đem về niềm vui và sự khích lệ lớn lao cho các nhà sáng tạo nội dung của chúng ta. Thực ra đây là lần đầu tiên mà mình tham gia một chương trình mang tới cho những cái em nhỏ những bữa cơm, cuộc vui và nhiều trải nghiệm mới mà mình cảm thấy rất là vui. Chắc có lẽ là cái kỷ niệm này mình sẽ nhớ suốt đời luôn ấy. Các bạn nhỏ ở trung tâm nhân đạo quê hương ơi, hôm nay các bạn có vui không ạ? Vui! Hôm nay các bạn ăn có no không ạ? No! Và cảm ơn các bạn rất nhiều ngày hôm nay đã cùng với các nhà sáng tạo nội dung của Free Fire có một buổi giao lưu, một buổi ăn trưa thật là ý nghĩa và nhiều trò chơi các bạn nhá. Yeah! Tôi mà nói là mình hôm nay có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời và trong đời mình chưa bao giờ có cảm xúc như thế này các bạn. Đây là lần đầu tiên mà mình được đến đây và cũng như là được gặp gỡ các bạn nhỏ, cảm thấy rất là xúc động. Ngày hôm nay là một ngày rất là ý nghĩa đối với mình khi mà mình được đến đây và góp một phần công sức nào đó để giúp cho các bạn trẻ ở đây có thể có nhiều niềm vui và cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Nếu như mà nói là vui nhất thì đó chính là cái phần kết. Chúng ta được cùng nhau nhảy, chúng ta được cùng nhau hòa trong một cái không khí cực kỳ là vui vẻ. Và đây là một trong những cái điều mà có lẽ rằng là nó sẽ là rất đáng nhớ với cái ngày hôm nay và cái lần gặp gỡ như này. Một ngày với rất nhiều niềm vui, rất nhiều tiếng cười và cảm xúc đã khép lại. Tám nhà sáng tạo nội dung có cảm nghĩ như thế nào về trải nghiệm đặc biệt này? Nhớ đón xem video chia sẻ về ngày hôm nay từ góc nhìn riêng của mỗi nhà sáng tạo nội dung trên kênh cá nhân của họ nhá. Điều bất ngờ đang chờ đón ba nhà sáng tạo nội dung có video truyền cảm hứng được khán giả yêu thích nhất tại vòng chung kết. Và đừng quên là ngoài top 8 lộ diện vẫn còn 2 slot bước vào chung kết được quyết định bởi chính những lá phiếu bình chọn của khán giả. Truy cập ngay vào website của cuộc thi và bình chọn cho những nhà sáng tạo nội dung đã dừng chân ở các tập trước để đưa họ quay trở lại trong tập chung kết của Content Star sáng tạo Free Fire. Ai là tỷ phú?